Hai người con, một đứa ở Đồng Nai, một đứa ở Long An, nhỏ gái ở Long An. Rồi Long An thì hiện tại là không có liên lạc được luôn, con gái rồi con trai cũng vậy luôn, hai đứa nó không có liên lạc được đứa nào Là bỏ mẹ bơ vơ ở đây. hết. À đúng rồi ạ. Rồi vệ sinh đồ cá nhân của Cá cô nhân sao của em? cô thì có thể là em làm luôn ạ. À, Em làm luôn. làm cũng tốt bụng mà ha. Dạ. Dạ. À Thôi thôi đừng thôi, có được giỡn, rồi đừng rồi. có giỡn, đừng có giỡn. Rồi, Anh nói cô được. đây của chú anh chị à. Nó sưng. Đau quá. Dạ. Chứ để tối nay là cô chết. Chắc đau trong người lắm á Đau rồi. Nên em cũng không có làm gì đâu, chắc có kêu anh. niệm Phật ngủ thôi. Em nhỏ xin kính chào cô chú anh chị thân mến. À, hiện tại thì em nhỏ đang ở thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Thì mới đây em nhỏ có được biết thông tin đó, là có một trường hợp rất là cần sự giúp đỡ. Và ở đây là em nhỏ đang ở trước cái phòng trọ của cô rồi. Thì trên đường em nhỏ đi thì cũng thấy đường khá là vắng, những người lao động, những người đi học là đã về quê ăn Tết. Còn riêng cô ở đây là cô vẫn nằm một chỗ để chờ sự giúp đỡ. Và cái dịp nhân cái dịp gần Tết nè, em nhỏ đi chia sẻ những cái trường hợp cần sự giúp đỡ, thì em nhỏ thấy nghe cái câu chuyện của cô này thì cũng khá là đáng thương. Cái dịp gần Tết người ta thì quây quần bên gia đình cũng như là về quê, nhưng mà cô lại là đau bệnh nằm một chỗ. Hôm nay em nhỏ có mặt tại phòng trọ của cô rồi. Dạ anh vô ạ. Chào anh nha. Dạ anh chào anh. Anh cứ ngồi đi không sao đâu. Dạ. Dạ. Dạ mời anh ngồi. À là cô đây đúng không anh Dạ. ha? Dạ, anh tắt giùm em cái. Dạ mấy bạn. À, cô nói là cứu giùm cô chứ không cô chết nên cô khóc. Thôi cô đợi con xíu nha. Để con nói chuyện với anh một xíu nha, rồi rồi con hỏi thăm cô nha. Cô tên gì? Dạ cô Phụng nha, rồi cô đợi con xíu nha. Rồi em chào anh Dạ. đây là cái anh mà giới thiệu cho bọn em biết về trường hợp của cô này nha. Dạ. Dạ thì em xin phép anh tên gì anh, để em Dạ, tiện xưng em tên hô. Hiệp ạ. Anh Hiệp ha. Dạ. Dạ anh Hiệp nay mấy bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 43. 43. Anh có gia đình rồi chưa? Dạ chưa. À vẫn đơn Em vẫn thân. ở đơn thân dạ. Dạ. Công việc mình là gì anh Hiệp? Ở đây em công việc của em đi làm bảo vệ. Bảo vệ cho công ty đó ha. Dạ. Dạ. Thì anh Việt cho em biết sơ về cái trường hợp của cô Phụng được không anh Hiệp? Dạ thì cái trường hợp của cô ở đây á, thì cô cũng bệnh nay nữa là mấy tháng rồi, mà gia cảnh của Phụng này á, thì hiện tại á, là không có tiền để mà chữa trị cho cô. Đợt trước á, là cũng có dắt cô lên bệnh viện Chợ Rẫy để mà chữa trị, nhưng mà cái kinh phí của mình nó nặng quá, gia đình không có lo được á anh. Rồi tụi em ấy chỉ có mổ sơ cho bà ấy thôi, rồi xong rồi về rồi tụi em cũng không có tiền để lo thuốc thang gì hết trơn á cho bà ấy đó. Rồi là kéo dài tình trạng tới giờ, rồi không có thuốc gì hết, cái giờ nó biến chứng ra là cái ngực nó đau sưng là lên, là bị gì anh biết không? là cái này là người ta kêu còn bị khối ung thư á. Ung thư vú. Dạ. Dạ. Thì trong Là thời gian vậy thì tụi em cũng không biết là em xoay sở sao, em cũng thất nghiệp trong thời gian đó, là coi như cũng 2-3 tháng trời em không đi làm gì được hết trơn. Rồi mới có công việc làm ở đây, em làm cũng được 2 tháng rồi em mới làm đây, mà lương của bảo vệ của tụi em làm thì 1 tháng chỉ, nếu mà làm đủ giờ á thì nó chỉ là chung chung thôi, là có
6 triệu ngoài đổ lại thôi. Dạ. Dạ. Rồi anh Hiệp cho em hỏi thêm một chút xíu nha. Dạ. Là anh Hiệp là vai vế như thế nào đối với cô Phụng? À, vai vế, nói về vai vế như là người người anh em trong gia đình nhé. À, là sao em vẫn chưa hiểu, có nghĩa, có nghĩa là anh nói cái cơ duyên anh gặp cô Phụng à, là lúc đó là làm ở tại quán. Tại quán thì cô đi làm tập vụ ở trong đó đó, mà nay cũng lâu rồi, cũng mấy năm rồi á. Có nghĩa là trước đó anh với cô đi làm chung. Dạ. À, xong rồi cái thân nó chắc là qua một thời gian nói chuyện thân thiết cho nên là dạ, mới, dạ. Dạng như là mới thân như người dạ, nhà. Dạ, thân như người nhà. Dạ. Dạ. Thì chứ anh không phải là máu mủ hay ruột thịt gì hết. Dạ không. Em không phải là người máu mủ gì trong của bên cô Phụng hết. Dạ. À, rồi sau đó anh biết cô bệnh mà dạ. anh không có khả năng giúp. Dạ. Cho nên anh nhờ những cái người ở xóm đây, người ta cũng chạy dùm hỗ trợ dùm hỏi, tại nhiều khi em xài điện thoại chứ em không có gành. Dạ. Còn một số người thì có cái cô ở đâu bên đây nè, cái cô đó cô chỉ, cô nói là còn không quen biết gì bên gì hết thì phải lên YouTube đi coi YouTube nào đó hỏi nhờ hỗ trợ coi như thế nào. Thì cô cũng nói vậy, thì nói này để coi em cũng biết thôi, có gì em nhờ chị đi, chị có thể hướng dẫn chị giúp em đó, rồi chị mới giới thiệu qua cho cái số điện thoại vậy vậy vậy, rồi em mới cái liên lạc được bên cái YouTube của mình. Dạ. Rồi em cũng không biết cách làm sao để liên lạc nữa. Thì hôm qua nay thì có được hôm qua thì có anh điện lúc em đi làm, không biết anh hay ai em cũng biết nữa, thì em chưa gặp mặt em cũng không biết. Dạ. Rồi có trao đổi với em về vấn đề của bên phòng phòng về tình trạng gia đình như thế nào đó, thì ở đây em cũng chia sẻ luôn là con cô hiện tại không có liên lạc được luôn. Cô có mấy người con anh biết không? Dạ, hiện tại là có hai người con, hai người con, một đứa ở Đồng Nai, một đứa ở Long An, nhóm gái ở Long An. Rồi Long An thì hiện tại là không có liên lạc được luôn, con gái. Dạ. Rồi con trai cũng vậy luôn, hai đứa nó không có liên lạc được đứa nào hết. Là bỏ mẹ bơ vơ ở đây? À, đúng rồi. Rồi bao lâu anh có biết không? Cũng coi như được năm nay à. Dạ. Thì anh là người dân thì anh cứ có sao nói vậy thôi. Dạ. Ví dụ anh thấy một năm không có ghé thăm. Dạ. Thì anh cứ nói. Dạ đúng rồi, một năm rồi không có ghé thăm á. Bây giờ cô bệnh nằm một chỗ vậy rồi, ai là người chăm sóc cô anh? Dạ, có khi em nhờ người ở xóm, có người ta đi qua đi lại, ở có chị Kiều ý này, cũng có thể người ta vô, em đi em để cửa, em khép cửa ra thôi, chứ em để cửa đó. Khi cô thèm nước uống lấy nước cho cô thôi, chỉ tạm thời, tại vì em đi làm có 5 tiếng à. Còn dạ. lúc mà cô chưa bệnh á, thì em đi làm tới mười mấy tiếng, 11, 12 tiếng mới về. Là tới chợ cái là anh phải xoay sở về cho coi cô như thế nào? Coi, dạ đúng rồi. Bởi vì trong cái thời gian đó em sẽ giảm tiếng của em lại, em chăm sóc cho cô để coi như thế nào, ăn uống coi theo dõi sức khỏe coi như thế nào. Mà mấy bữa nay là cô không ăn được, chỉ rồi, có uống được thôi. Rồi vệ sinh đồ cá nhân của cô, cá nhân sao của anh? Cô thì có thể là em làm luôn ạ. À, làm... em làm luôn. Anh cũng tốt bụng mà ha. Dạ. Dạ. Rồi để bây giờ em gặp cô Phụng em hỏi tình hình sức khỏe của cô sao hả anh? Dạ dạ dạ. Thấy cô nằm mà cứ cô cứ than đau không ạ? Thấy đang ngồi nói chuyện với anh Hiệp mà cô Phụng cô cứ than đau. À, cô Phụng năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô Phụng? Cô Phụng 67 chưa? 67 tuổi à? Không phải, 65. 65, nhà cũng ngoài 60 ha. Dạ rồi, cô Phụng hiện tại thấy trong người làm sao? Dạ đau quá, cô cách nào chị dùng con cho này. À thôi thôi, dạ, rồi, dạ, rồi. Dạ. Rồi, cô suốt đêm đau quá con ơi. Không ngủ được luôn hả cô? Đúng rồi, đau khi em dậy biết rồi. Dạ cô cố gắng nói lớn một con xíu nha. Nói lớn rồi. Dạ để con và mọi người biết cô đang bị gì và cô cần cái gì nha. Rồi cô phát hiện ra là cái bệnh của mình là bao lâu rồi? 12 tháng, 2-3 tháng gì à. Dạ. Một quá tiền đi viện. Cô có bảo hiểm không? Không. Cha mẹ cô chết hồi là năm một thân tới mồ côi. Dạ, rồi cô con sao? Cái cô đâu?
Trời, có mình cho nuôi nó lớn rồi giờ nó đi đâu mà không. Hai đứa đi không biết ở đâu luôn, không liên lạc được luôn. Có về thăm cô không? Không. Nhờ chú này không à. Sau cháu... năm này. Rồi cô đi tiêu đi tiểu cũng được luôn hả? Cũng cô cũng một chỗ vậy đau, hả? Đau đau lưng á. Đau dưới này nè. Cô không đi được. Dạ. Rồi cô Hiệp mình gốc mình là ở thành phố luôn hay là ở đâu lên đây? Ngày xưa cô ở đây cô đi làm mà. Cái gốc quê của cô ở đâu cô nhớ không? Gốc quê hương á. Quê hương giờ nó cũng lạc rồi có. Hồi xưa cô xuất thân ở đâu? Không biết lúc nằm một thân bà già còn nhỏ. Cô không biết nữa. Rồi đi lấy chồng. Chồng sanh con ra. Cô ở miền nào lên đây biết không? Cô nhớ không? Ví dụ như tỉnh nào lên đây? Cô lấy chồng ở Tiền Giang. Tiền Giang. À ông xã cô đâu ha? Nãy giờ con quên hỏi ông xã cô đâu. Thôi mấy chục năm mà. Từ lúc con cô còn nhỏ không? Quậy quá không có ở. Dạ. Nuôi con. Con rồi về thôi giờ con nói về bệnh tình của cô ha. Rồi cô phát hiện cách đây khoảng 2-3 tháng trời. Thì cô đã đi bệnh viện nào chưa? Nó không có tiền. Con nó có tiền nó dắt vô cho gãy rồi. Con là cái anh này đúng không? Không phải. Con cô à? Con ruột của cô hả? Rồi mấy năm nay nó bỏ liều luôn à. Nó nghe bệnh chập sau này nó bỏ luôn à. Nói chung là mấy tháng gần đây con cô có nghe bệnh tình của cô có về dắt cô đi bệnh viện. Có một lần lâu lắm rồi. Là cô bị cái bệnh này bao lâu? Hồi nãy thì cô nói 2-3 tháng nhưng rồi cái bệnh này là bao lâu cô? Nó phát ra đó là bao lâu? Phát qua là 2 tháng à. Phát ra là 2 tháng, còn trước đó là bệnh mấy năm rồi mà không có tiền đi đúng không cô? Đúng rồi, cái đó là mình không có điều trị được. Dạ. Rồi cô, con cô dẫn lên cô lên bệnh viện nào? Bệnh viện có tờ giấy tờ đó Hẹp. Bệnh viện gì có giấy tờ, bệnh viện chợ rẫy. Trời ơi. Đưa giấy cho chú coi đi. Dạ. Tí anh cho em xem cái giấy tờ bệnh của cô dạ, nha. Dạ. Đi lên đó coi. Rồi cô có cái bệnh của cô lên đó là bác sĩ làm cái gì cho cô biết không? Có vô thuốc hay là tiêm thuốc gì không? Có. Làm cái gì cô? Lúc trước thầy bị hơi rất là mổ. Là mổ rồi. Ừ. Dạ. Rồi chi phí bao nhiêu rồi cô? Phí như mấy chục gì đó. Con nó có tiền trả rồi. Xong rồi giờ nó phát bệnh ra thì con cái thấy vậy là cũng bỏ mặt luôn. Chập sau này nó bị lại. Xong rồi con cái bỏ mặt luôn. Đúng không con? Dạ. Bây giờ cô mong con như mấy chàng quân giúp đỡ cho con. Cho vô bệnh viện, cho con vô bệnh viện con nằm có trị bệnh đó. Dạ, ví dụ bây giờ cô có bao nhiêu thì cô đi bệnh viện được? Cô không biết. Cô không có bảo hiểm luôn hả? Không có. Dạ, không có bảo hiểm là hơi bị tốn lắm á. Ngày nào cũng đau về sao chưa nói con ơi. Dạ. Đi làm là em nhốt nhà luôn, đẩy cái cửa hé hé sơ sơ nhỏ vậy. Khổ lắm con. Nghe cô là không đi được hả anh? Không đi được. Thấy cô nằm cô mặc tả nè. Cái chân này là coi như nè đó. Đau nguyên cái lưng luôn. Cũng như em nhắc rồi dạ, lại cái lưng nó bị giống như là ấy, cô đang có vấn đề là bị bác sĩ có nói là cô bị ảnh hưởng có thể bị tiểu đường. Dạ. Chưa có đi khám con ơi, từ lâu quá là không đi khám.
Em mà đi làm đều đều như mà đợt trước ha, là em dắt cô cho cô đi rồi, mà bây giờ mình mới việc làm mới đây được tháng 2 tháng nay thôi, không có dư, dạ không có đủ để mình chi phí luôn, vừa ăn tiền uống của mình đây không là nhiều rồi. Giờ con mong sao chở cô vô bệnh viện, ai chở đi? Dạ từ từ nha. Biết rồi, nó nhất cái vết thương của cô á, cô chú anh chị, là ngay chỗ vú bên tay phải nó sưng lên, nó làm chưa làm mủ, mới sưng anh ha. Đúng rồi, nó sưng bóng như trái vú sữa mình, mới sưng bóng lên rồi. Mà cô làm đau nhất cô. Rồi tối cô có ngủ được không? Sáng đêm luôn không ngủ nghe gì được hết trơn. Gần biết à, đau quá trời luôn. Cả hai tháng nay là cô không có đi được rồi, nằm trong phòng trọ nóng anh hả? Dạ, tại vì em mở cái này ra thì nắng nó chỉ bạc vô, nó nắng tạt vô vàng cũng mấy quạt này. Rồi em chỉ khép khép vậy thôi, với mình có cái máy quạt này nè anh, mình nhờ có máy quạt này cắm điện vô thì nó quạt xuống, nó quạt vô tường, nó mới bá lại cho nó mát mát đỡ thôi, chứ chưa nắng lắm. Rồi bây giờ cô hàng ngày cô có uống thuốc gì không? Không có đi khám bác sĩ làm sao đi khám uống thuốc không? Nói là mình con thấy mấy người mà đau quá người ta cũng đi ra thuốc tây rồi á. Mà cô có uống thuốc gì không? Không. Không rồi, dạ. Để cho con coi lại cái vết thương cô nè. Cô cứ dỡ lên để con che cho, không sao đâu. Đây cô chú anh chị. Sưng đau quá. Dạ yeah. Rồi ha, cô bỏ xuống đi cô. Kéo cô kéo xuống giùm con nha. Dạ yeah. Sao chở cô đi liền giờ? Dạ yeah, được rồi, thôi mình tí nữa mình sẽ đi liền ha cô ha. Dạ chứ để tối nay là cô chết. Chắc đau trong người lắm anh. Đau khi là coi như nó hành là coi như em ngủ không được luôn đó anh, là kêu em tên em không làm phải dậy, coi như tình hình như thế nào tả tiếp cái vấn đề của cô khác nước này. Đau nhất giờ cũng kêu tên thì cũng không được gì, tại vì em đâu có phải mình là người phàm mặt thật đâu có làm gì được, nên em cũng không có làm gì được cho cô, kêu niệm Phật ngủ thôi chứ mình cũng không biết sao nữa. Thật sự đau quá mình. Cô có anh em gì không? Không có. Có anh em của cô á? Có, nhưng mà năm mậu thân á, trái nhà đi hết trơn rồi. Cô có mình một mà. Là cô nhớ cô có mấy anh em không? Cô nhớ cô có mấy anh em không? Con thì hai đứa. Không, anh chị em anh cô á. Anh chị em cho gia đình á. Bao nhiêu người? Có mà cũng như không mà con ơi. Thì cô cứ nói vậy, cô có sao cô cứ nói vậy thôi. Mấy người gia đình? Cô có mấy người anh em? Hai. Hai là cô nữa là ba hả? Hai chết rồi. Không là cô tổng là con có mấy người rồi, mấy người hiện tại là còn bao nhiêu người? Và những người đó có biết cô bệnh không? Biết. Biết mà không có lo. Nói chung cũng khổ cô ha. Thì đó thì cô cứ nói vậy, có sao mình nói vậy thôi ha. Dạ không có gì hết cô, để cho con cũng như cô chú anh chị á biết rõ là bệnh tình của cô và hiện tại là người thân cũng muốn giúp. Có khi là con nghĩ là cũng có giúp á, nhưng mà người ta còn phải lo cơm áo gạo tiền gia đình người ta nữa, cho nên là không có giúp cô được. Đó. Giúp là sát cô chết. Rồi không sao cô ha, đợi con xíu rồi mình đi nha. Không giúp là con chết quá con ơi. Đỡ con đi bên này đi. Dạ đi, tí mình đi liền. Rồi anh Hiệp cho em xem cái giấy tờ bệnh của cô với nha. Dạ.
Ở đây là mình có một số giấy tờ này, mà cái này là cái giấy xuất viện nè, hôm kỳ này của Chợ Rẫy. À, giờ lại để em coi. Ừ, này em đặt em xuống Chợ Rẫy. Cô là Nguyễn Thị Phụng nè. À đúng rồi. À, để coi. Trong này không ghi, không ghi cô ở đâu ha, chỉ ghi à, ở Dĩ An Bình Dương thôi. Có giấy tờ đầy đủ quá anh. Dạ. Còn đây là những cái hình phim mà nó chụp bởi bệnh viện chụp cho mình. Rồi của cô là bác sĩ chẩn đoán nè. Dạ. U tăng sinh không xác định. Dạ. Không chắc chắn hoặc không biết rõ tính chất của vú. U bã tuyến vú phải. Suy mòn. Phương pháp điều trị là truyền máu giảm đau, nâng đỡ tổng trạng. À anh Hiệp hình như thôi em đọc cái biết bệnh tình cô là được rồi. Dạ. Anh à, hồi nãy giờ em ngồi gần cô á. Dạ. Em nói chuyện á, em cũng nghe cái mùi hôi á, tuy nó không có có như những người em gặp là nó nằm mũ đồ này kia, nhưng mà cô có mùi hôi. Dạ. Bây giờ của em cũng không biết làm sao nữa, bây giờ trước hết thì giờ em cũng nhờ các mạnh thường quân hỗ trợ giúp em để cho cô có tiền để cô nhập viện. Rồi, giấy tờ cá nhân của cô đâu anh? Ừ, cô là coi như hồi đó giờ là không có một giấy tờ thì thân mà cô. Ủa rồi sao đi bệnh viện người ta họ ghi được? Không, cái này là coi như là đi vô là mình khám kiểu bằng kiểu dịch vụ á, lấy cái thông tin của dịch vụ thôi, chứ nó không phải là theo như của mình là có giấy tờ rồi có căn cước công dân bảo hiểm y tế này kia các cái đó, nên cái này nó chỉ ghi thông tin vậy thôi, chứ còn thật sự là mình ở cái địa chỉ nào ghi địa chỉ đó thôi, chứ còn cái mà liên quan tới giấy tờ là nó không có kề cập. Dạ. Rồi lúc mà con cô dẫn cô đi khám này là anh biết không? À, có trong trường hợp đó có. Có. Rồi em thấy cái trường hợp của cô Phụng bây giờ cấp bách quá hả anh à? Dạ. Bởi vì nói chuyện với cô, thứ nhất là cô nói không có rõ đau trong người á. Ừ. Với thứ hai là cô kêu là cứu cô với. Dạ. Để cô được đi bệnh viện trong ngày hôm nay luôn. Dạ. Dạ. Thì thôi, được rồi. Dạ. Cái này mình cũng nói nhanh thôi anh ha. Dạ. Thì em đến đây á, em biết trường hợp của cô. Dạ. Dạ, em không cần quan tâm quá khứ của cô và anh hoặc gia đình cô như thế nào. Dạ. Em không cần biết quá khứ. Dạ. Còn hiện tại thì anh thấy cô nè, nhất là cô kêu cứu nè. Dạ. Và cô cần sự giúp đỡ. Dạ. À, em thì cũng không phải là mạnh thường quân. Dạ. Dạ, em chỉ là cầu nối thôi. Dạ. Đó, thì hôm nay em đến đây cũng trao cho mình một cái khoản tiền. Dạ. Để mình kịp thời đưa cô đến bệnh viện ha anh ha. Dạ. Dạ. Rồi à, anh ngồi vô trong để em nói cùng anh và cô Phụng cùng nghe luôn nha. Dạ dạ dạ. À, cô Phụng. Ê, cô Phụng nghe con nói nè. Nói tại à. Dạ, à, bây giờ con đến đây á, con gửi cho cô một ít tiền nha. Ừ, rồi à, cô đi à. Rồi anh Hinh Hiệp sẽ dẫn cô đi. Dạ, ở đây con tới đây thì con thay mặt cho các cô chú anh chị, con gửi đến cô là 3 triệu đồng gồm những mạnh thường quân như sau. Thứ nhất là chị Mandy ở Mỹ 1 triệu đồng. Thứ hai và chị Kenly ở Mỹ 500.000. Và cuối cùng là vợ chồng Linh Trần Định Lê ở Mỹ 1.500.000. Tổng là 3 triệu đồng. Yeah. Thì con nghe con rõ số tiền không? Yeah. Rồi vậy con đưa anh Định anh Hiệp cầm giùm nha. Rồi tí nữa anh dẫn cô đi bệnh viện nha. Đây anh Định. Dạ. Anh cầm em 3 triệu. Dạ. Đồng. Anh đếm lại đủ giùm em chưa nha. Dạ. Dạ, đủ à. Dạ. Dạ. Cái này là không phải tiền của em nha. Dạ, của dạ, mình dạ. Thường quân mình gửi trước á. Dạ. Họ dặn em là nếu đi gặp những trường hợp nào cấp bách cần sự giúp đỡ. Dạ. Thì cứ trích ra để mà giúp cho họ. Dạ. Dạ. Rồi, trước hết thì em cũng xin cảm ơn những các mạnh thường quân cũng như gia đình của chị bên nước ngoài đó hỗ trợ bên cho chị Phụng để có tiền để mà đi chữa trị. Trước hết em cũng xin cảm ơn, cũng cảm ơn bên YouTube của mình đã hỗ trợ cho Nguyễn cho Phụng có tiền để đi chữa trị. Dạ. Còn ngoài dạ. ra nữa anh, còn dạ. nữa là
một chai dầu xanh và một tờ đồng tiền 2 đô của anh Bùi Đình Nai ở Chicago, Mỹ á. Gửi cho cô Phụng luôn, anh nhờ anh nhận giùm nha. Cảm ơn. Với anh Nai ảnh, anh Nai ảnh cái đồng tiền đó là chúc cho cô Phụng may mắn nè. Với lại là sức khỏe được tốt hơn. Hy vọng là vậy. Giờ cô Phụng đi bệnh viện hả? Rồi anh Hiệp giờ mình tính sao đây anh Hiệp? Giờ em ở đây có một mình, không biết người, không có ai hỗ trợ để mà bóc lên xe, rồi đưa lên xe rồi. Em ẩm ba không biết ẩm nổi không, em không biết. Rồi anh tới định tới bệnh viện nào đây? Em nếu có được cái tình trạng này chắc phải đưa là bệnh viện ông Bú quá. Dạ đúng rồi, ông Bú chỗ Suối Tiên á. Thì đây tới đó cũng tiền xe em nghĩ chắc cũng 200 mấy. 200 mấy, em cũng dự đoán như nãy vậy. Lên đó thì trước hết là cái đó nữa phải đo huyết áp cho cô cái đã, rồi sau đó rồi cái khám coi lấy mẫu máu như thế nào, lấy tiểu như khám như thế nào, chứ em cũng thật ra là em cũng không biết. Chứ giờ biết đưa đi không biết đưa sao đây. Rồi với lại sau khi con đăng tải clip này á thì cũng mong con cô ha coi được về chăm sóc cho cô. Về kinh phí thì con nghĩ là mình chưa nói tới ha. Nhưng mà về cái tình thì mình nên chăm sóc mẹ. Nếu anh chị có xem được thì anh chị về với cô Phụng để mà chăm sóc. Vậy giờ kêu xe đi luôn hả? Nhưng mà là anh Hiệp anh chưa sắp xếp được đây. Để sắp xếp đi rồi có gì tôi ấy đưa đi chứ. Nhưng mà cũng chắc chắn trong ngày đi cho anh ha. Chắc em cũng phải tính sao, là bữa nay em đi làm ca 12 giờ mà em bỏ ca nữa là coi như bên công ty nó không có ấy. Tại bữa nay mình quên YouTube mình xuống mà em cũng không có thông báo gì lại chứ bên công ty, nên là nhiều khi em cũng không biết tính sao. Tại vô chừng quá là tự nhiên cái bây giờ hôm qua nay cứ đòi đi bệnh viện nặng nặc bệnh viện không mà. Hay là em có cái ý kiến như thế này? Đấy là ý kiến của em thôi nha. Tùy vào cái sự quyết định của gia đình. Có nghĩa là bây giờ anh cho cô đi bệnh viện luôn và anh để lên đó cho bác sĩ vô thuốc hay có thể là làm những cái bước cơ bản cho cô bớt đau trước. Rồi anh đi làm. Anh để cái số điện thoại lại cho bác sĩ, nói là bác sĩ có cần cái gì á thì liên lạc cho anh. Thì anh làm khoảng 5 tiếng anh về đúng không? 12 giờ anh đi thì khoảng 5-6 giờ anh về. 5-6 giờ. Đó, cái anh ghé vô. Thì em nghĩ là như vậy nó sẽ kịp thời cứu chữa cô này. Cái cô em thấy nãy giờ cô cứ la đau không à. Được vậy được không cô? Vậy mình đi bệnh viện luôn ha. Rồi anh Hiệp, cái phòng trọ ở đây là tháng mình đóng bao nhiêu anh Hiệp? Dạ ở đây là em một tháng em đóng 900 đó anh. Này nó 900 thì nó mới ra hình dung, không có cửa. Mình đặt đầu mình thuê là ở đây, là bây giờ là chuẩn bị tới tháng nè. Khi em vô mới đầu tiên là mắc em phải đặt cọc trước 500 ngàn, rồi khi nào không ở nữa mình trả lại cho chủ nhà người ta đó. Nãy em mới nghe cô Phụng nói là anh mà người dân còn hơn ruột thịt nữa. Người ta thường có câu nói dân gian là cái gì bán bà con xa mua láng giềng gần. Là vậy á, cái tình bà con xa không bằng láng giềng gần. Đúng rồi, cái câu nói đó của ông bà mình hồi xưa giờ. Cái đó là cái tình. Nghiêng về cái tình hàng xóm này kia. Thôi chắc có lẽ là anh sắp xếp đi. Em nghĩ là anh sắp xếp, em gọi xe. Đem những cái giấy tờ, xong đó anh để cô ở đó, xong bắt đầu anh đi làm. Thôi bây giờ anh sắp xếp đồ của cô ha. Anh gọi xe theo cái hướng em dạy, anh thấy được không? Cái hướng em mới nói với anh á. Thì em thấy cũng được á. Tại vì đây đó là mình là nó không ảnh hưởng tới công việc của anh. Đúng rồi. Và kịp thời cứu chữa cô. Đúng rồi, anh có cái ý kiến gì em cũng cảm ơn anh. Thiệt là muốn đưa cho đi cho nó ra bên bệnh viện để cho bác sĩ hỗ trợ coi thế nào. Thì hôm nay em nhỏ đến thăm trường hợp của cô Phụng á, thì
cũng chia sẻ cái trường hợp của cô đến với cô chú anh chị, và cũng cảm ơn đến cô chú anh chị đã gửi cái phần kinh phí đến cho cô Phụng. Em nhỏ xin cảm ơn rất là nhiều. Anh mất phải công việc của anh nữa nên không có đi được. Yeah. Anh chỉ hỗ trợ cho mình thôi. Giờ để đây tôi sắp xếp rồi sao từ từ đi. Thở oxy luôn. Tôi hiện tại thì clip này nó cũng khá là dài rồi, cho nên là em nhỏ xin tạm thời dừng cái trường hợp này ở đây để cho cô đi bệnh viện. Thì em nhỏ kính chào cô chú anh chị và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong clip tiếp theo ạ.